chào mừng các bạn đã đến với chuỗi clip về môn học nguyên lý thống kê. Mình là Hoài An, hiện mình đang là sinh viên của khoa thống kê của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cấu trúc của đề thi môn học nguyên lý thống kê. Đối với môn học này thì mình sẽ được thi trong vòng 90 phút và được phép sử dụng tài liệu. Tài liệu ở đây thì sẽ bao gồm là sách giáo khoa và vở ghi của các bạn. Đây là cấu trúc của đề thi môn học nguyên lý thống kê. Thì môn học này sẽ gồm có hai phần. Phần đầu tiên là lý thuyết 4 điểm. Trong phần lý thuyết 4 điểm này thì mình sẽ có phần trắc nghiệm và phần lý thuyết. Trong phần lý thuyết này thì các bạn sẽ chọn một phương án đúng nhất và trắc nghiệm phần lý thuyết 5 câu. Và thứ hai là sẽ là trắc nghiệm phần bài tập từ 5 đến 6 câu. Nội dung của phần lý thuyết này thì nó sẽ là giảng trải những cái phần mà các bạn đã học ở trong môn học nguyên lý thống kê. Tiếp theo là sẽ là phần bài tập. Phần bài tập các bạn chiếm 6 điểm trên tổng số 10 điểm. Và bao gồm có hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng bài tập làm hiểu kết quả SPSS 3 điểm. Thì dạng này sẽ bao gồm về phần hồi quy, dãy số thời gian và nghiên cứu thống kê các mức độ trong hiện tượng xã hội. Thứ hai là dạng bài tập về tổng hợp, thì bài này chiếm 3 điểm. Về phần bài tập tổng hợp này thì nó cũng bao gồm tất cả những cái phần các bạn đã học ở trong học phần nguyên lý thống kê và đòi hỏi các bạn có sự tổng hợp. Nếu như các bạn có yêu cầu thì hay là thắc mắc gì về môn học này, các bạn hãy comment ở phía dưới và hãy truy cập vào group ôn luyện nguyên lý thống kê và thống kê viên trang người yêu để nhận thêm những cái kiến thức chia sẻ về môn học này nhé. Cảm ơn các bạn.